Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn vừa triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gia Viễn sẽ tổ chức 2 cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và 21 cuộc tiếp xúc cử tri đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, lãnh đạo ủy huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phát huy vai trò trách nhiệm, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.